Dâu dâu dâu, bà con sầu, trong 500 anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber DM Gaming trong tựa game Meta Slug của VNG. Và chúng ta sẽ có gì trong ngày hôm nay đây anh em? Có cái nhận lại, ngày nào phải nhận lại anh em nhá. Sao nhận lại đây anh em biết rồi. Không có cái gì, không có lý do thì chúng ta không nhận lại cả. Đấy là một cái đam mê anh em ạ. Tôi không biết phải nói như nào, đấy là một cái đam mê nhận lại của cái ác DM Gaming này anh em. Chúng ta sẽ lướt hay là 61 trên 90 rồi, 63 trên 90 rồi. Thế là vòng thứ mấy của cái quốc này nhỉ? Chúng ta xem được tí là biết, hình như là vòng thứ 3 hay vòng thứ 4 này nhỉ? Chắc là vòng thứ 3 hay vòng thứ 4 này. Đảo nốt anh em nhé. Đảo nốt. Đấy, reset rồi đấy. Reset rồi đấy, 10 quốc. Ra gì nào? Ồ, cái ra súng nét luôn này. Ôi mẹ ra S thật à? Ở đâu? Đây chưa phải S anh em. Kiểu champion này. Khổ vàng nữa anh em ạ. Chưa phải khổ S. Không. Khẩu này là khẩu S đấy chứ. Ôi khẩu này là khẩu S anh em ạ. Alo. À, không phải nhá anh em nhá. Đúng nhờ, hay mình nhìn lầm nhờ. À không phải anh em ơi. Khẩu champion này không phải. Khẩu champion này không phải. Vậy là khẩu ở đây này. Khẩu ở đây sẽ là này anh em này. Sẽ ra xác suất ở đây này anh em này. Toàn bộ thưởng anh em. Ra thêm một khẩu 6 nòng nữa thì ngon nhờ anh em nhờ. Ra thêm một khẩu 6 nòng nữa thì ngon nhỉ. Ok, vậy là ba khẩu ấy rồi đấy. Thì bây giờ đến cái khẩu này là chắc chắn là sẽ được anh em ạ. Nào, ok đây anh em. Hôm nay mùng 1 đầu tháng anh em, để xem. Hôm nay đúng không? Đúng không? Hôm nay mùng 1 đầu tháng để xem chúng ta có ra 6 nòng nữa anh em nào. 6 nòng phát lên 3 sao để nó lại ấm nhỉ, để xem nào. Chúng ta sẽ ra gì anh em nhá. Đây là vòng thứ tư của cái quốc này rồi. Đây là vòng thứ tư rồi anh em. Ấy, trời ơi. Mày có cơ hội rồi. Thấy mẹ chưa gì phát đã ra 6 nòng rồi. Khả năng cao là ra 6 nòng rồi anh em ơi. Khả năng cao là ra 6 nòng rồi. 20 quốc. Khả năng cao là ra 6 nòng rồi. Có khả năng cao. Cao đấy nhá anh em nhá. Tôi ngửi thấy cái mùi 6 nòng ở đâu đây. Tôi ngửi thấy cái mùi 6 nòng ở đâu đây. Tôi ngửi thấy cái mùi 6 nòng ở đâu đây anh em ạ. Dễ lắm. Mẹ lên 3 sao lại khỏe re. Thế rồi. Hồi hộp thật sự nhỉ. Ui ôi, ra rồi kìa. Sáu nòng ơi. Ô hầu lơ à. Lại hầu lơ à. Ôi giời ơi, mẹ vậy là súng nam mình cũng sở hữu, đáng sợ thật anh em ạ. Vậy là súng nam mình cũng sở hữu rồi. Rồi, có hầu lơ cho chơi bồ cầm rồi anh em. Vậy súng đạo đã sở hữu rồi anh em nhá. Vậy là mình không thiếu một khẩu nào đâu anh em ạ. Đáng sợ quá anh em ơi. Anh em ạ, đáng sợ quá. Vũ khí anh em nhìn đáng sợ quá. Không thiếu một khẩu nào nữa rồi. Đáng sợ quá anh em. Sky này, Moto này, Eclipse này, Lewin này, Ikenbow này, Holler anh em ạ.
AK đây này, đúng không? Vậy chúng ta đủ gần hết rồi, đủ 6 súng rồi anh em. Đủ 6 khẩu loại súng ghét rồi anh em. Đủ 6 loại súng ghét rồi. Ôler chắc chắn là cho chơi vồ cầm rồi anh em. Cho chơi vồ cầm ở trong kia nha anh em nhá. Đấy, đủ tất, đủ gần như là đủ hết rồi. Đủ hết rồi anh em ạ. Bộ sưu tập Howler, anh em nhìn thấy bộ sưu tập súng của tôi chưa? Anh em nhìn thấy bộ sưu tập súng của tôi chưa? Sky, Mortal, Eclipse, Red Wing, Ikenbo và Howler. Đủ 6 súng cho 6 nhân vật ở đi trong cái gì nhỉ? 6 súng cho 6 nhân vật trong trong gì nhỉ? Khai nứt vực sâu ấy anh em. Đủ 6 súng luôn đấy, đáng sợ thật. Không khẩu nào chụp khẩu nào luôn, đáng sợ. Đấy là con khẩu gì nhỉ? Skyripper nó còn còn quay ở cốp đỏ anh em nhá. Chắc cốp mới ra ấy. 41 trên 49 súng rồi. Đấy, khẩu Holer sẽ thay cho khẩu Flaming Shotgun này anh em nhá. Buồn thế. Buồn quá đi thôi. À, hơn 900k lực anh em, 905k này. Hâu lờ, hâu lờ, hâu lờ. Bản quốc không có gì nhỉ. Tích lũy đào kho báu thêm này. Lăm quốc mẹ tiêu hao 83 rồi. 83 thì vẫn kịp đào thôi nha. Buồn quá, lại ra khẩu hấu lờ ấy nha. Ra khẩu hấu lơ à. Hấu lơ thì bắn shotgun cho nó chiến đúng không? Hấu lơ thì bắn shotgun cho nó chiến. 79 rồi, sắp sắp full rồi. Sắp quả không có gì đâu nhỉ. Thương hội. Quả ưu đãi. À, quả ưu đãi nó bán cái gói này anh em. Đúng không? Nó bán cái gói này. 1680 này. Được nhận một nhân vật bất kỳ anh em mua gói này lời anh em nhé. 1680 mua được 50 mảnh. Lời đấy. Holer à? Được, nếu mà có Holer thì chúng ta anh em biết phải làm gì không? Đi bắn nhau luôn. Tinh anh đâu nhỉ? Đã có Holer vào cái mẹ đi bắn nhau luôn anh em. Tập bắn Holer đấy anh em nhỉ. Nào. Cầm Holer cho chiến nào, chuẩn bị nào. Chỉnh sửa tổ đội nào. Bỏ thằng này. Thay mẹ mày gì nhỉ? Chơi bò à, đổi súng nữa đây. Hâu lơ đây anh em. Ok chưa? Ok chưa anh em? À, là một trận luôn. Quay ra hâu lơ để cày. Mùng 1 đầu tháng ra hâu lơ. Hâu lơ, hâu lơ anh em. Tôi không có hâu lửa. Tí làm po po phát xem cho anh em biết mặt đúng không? Chắc mình vẫn không quen hâu lơ rồi nhỉ. Bắn 6 nòng mới là lửa quen. Còn hâu lơ sẽ ngược tay. Tay lắm rồi. Dạ. Yeah.
lơ nó quắt. Được phết đấy như anh em, đúng không? Cũng tội là chưa quen thôi. Như mình vừa cầm chơi bộ đá nó được phát anh em ạ. Được không? Vẫn không quen, chưa quen dùng hồ lơ lắm anh em nhé. Đó, làm thêm ván nữa này nha. Làm thêm ván nữa cho nó quen tay anh em nhé. Đá ghép à? Làm thêm ván nữa cho nó quen tay này. Đúng là muốn PK hay anh em phải luyện nhiều rồi, đúng không? PK hay anh em phải luyện nhiều ấy. Okay. Ấy, mẹ bắt đầu luyện lên tay đấy anh em thấy ghê không? Mẹ làm phát lại xuất đao ba mạng luôn. Nào, láo liếu à? Kinh thế anh em. Nào. Ui dồi ôi, kinh quá, ghê quá anh em ạ. Kinh quá, quá khủng khiếp. Anh em thấy khủng khiếp không? Mẹ làm quả mày thắng 6-0 luôn. Thêm bạn khóc thét luôn. Nào anh em nhìn sát thương vừa holder to nhất chưa? Mày cầm holder bắt đầu vào tay cái là vào form ấy là đá sướng thật. Holder đi PK sướng thật anh em ạ. Không phải nói đi thôi anh em. Bây giờ mình có cơ hội sở hữu holder ấy nhá, đúng không? Từ ngày chơi giờ hơn 100 ngày mới có cơ hội cầm holder để chơi này. Năm liền thắng rồi đấy, hoài phết đấy. Từ ngày bây giờ mới có cơ hội để cầm holder, lần đầu tiên sở hữu holder sau hơn 100 ngày. Súng thì gần như là đủ hết rồi, đủ dùng đấy đúng không? 6 khẩu súng S là tha hồ các bạn đi đi ải rồi. Lỗi rồi. Okay. Hù lửa mạnh nhất. Bảo sao mày, bảo sao hung lơ nó bắn dã man thế. Okay, I'll knock you flat.
kinh thật. Mẹ hai đá hai sút rồi. Mất xác luôn anh ạ. Quá đáng sợ để cho hầu lời đi nhầm rồi. Ghê quá, ghê quá, ghê quá. Mẹ hai đá mất xác luôn. Hai đá đúng mất xác luôn thật anh em ạ. Đúng không? Hai đá mất xác luôn. Quá đáng sợ để cho hầu lời nhỉ. À, ok đây. Đấy, clip trải nghiệm Howler, lần đầu tiên là trải nghiệm Howler với Chaval. Anh em thấy ok không? Ổn đáp không? Đây là con Chaval này của mình không phải Chaval đều đâu. Nói thế thì cho anh em xem con Chaval này không phải con Chaval vớ va vẩn thôi anh em. Đây. Anh em nhìn xem, đấy, không phải Chaval vớ va vẩn đâu. Chaval cũng có hai kỹ năng rồi đấy. Đúng không? Chaval hai kỹ năng đấy, không phải Chaval vớ vẩn đâu nha anh em nha. Là chơi vô đủ dung rồi đấy. À hôm qua mình nhặt được viên đá, anh hiểu hiểu. Đây lâu lắm được viên đá xịn. Ờ nhưng mà cái này suy yếu tăng sát thương. Ờ ấy viên đá xịn vào đây. Ôi bên này có viên đá xịn gì à? Bên này xuyên sáp dị thường, bạo thương tăng. Thế rồi. À đây. Ok cho anh nha. Kháng bạo thương dị thường. Đó. Còn na anh em đến với mình cho con nào à, mặc cái bộ trang phục cái nhìn thổ dân vãi rồi. Ok đây, clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi nhờ anh em nhờ. Thế thôi, clip trải nghiệm Howler tuyệt vời với Chaval. Không nhận là khẩu Howler này, phê thật, chẳng nhẽ mẹ mày cho... Chẳng nhẽ cho cú kích cầm Howler bây giờ nha. Mà thôi, kích cầm lửa cũng được. Lửa PK được. Cho cú kích cầm lửa hay Howler này anh em nhờ. Cầm Howler thì phải đổi lại bộ trang bị. Nên cú kích cầm cầm lửa ngon hơn. Cú kích mà cho cầm Howler nghe cũng được thôi, nhưng mà nghe chừng nó không hợp với cái bộ. Nó lại không hợp với bộ lõi lắm. Vì Howler liên quan đến lõi nhiều. Đúng không? Nhưng mà cho cú kích cầm Howler thì nó lại mất cái bộ lõi này. Thì cái bộ lõi, thì cái bộ lõi gì nhở, liên hiệp số 2 này nghe chừng không ăn thua. À cũng được, vẫn được. Sát thương vũ khí mà. Vẫn được thôi anh em. Đúng không? Đây full hết rồi nha anh em nhé. Full 50 hết rồi. Để up tiếp thì chúng ta up tiếp thì cần level bao nhiêu anh em? Cần level 110 cơ. Còn lâu mới đến level 110. Nhưng cũng tích dần thôi. Đúng không? Cũng tích dần. Tích dần chúng ta đi tích dần cái tích dần cái gì nhỉ? Cái lõi thôi. Clear dần lõi là vừa anh em nhé. Level 110. Đây tàu điện ngầm trạm điện số 6. Wow, 2000 lõi. Ui sắp level 106 rồi. Ok đây, clip này trải nghiệm Howler thôi nha, tuyệt vời đấy nhở. Một clip tuyệt vời với Howler. Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. See you again và thank you.